Mến chào quý vị và tất cả các bạn, quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại rừng thốt nốt ở ngoài giữa đồng với anh chị. Thì nói rừng chứ không phải rừng các bạn, nó có khoảng cỡ 5-6 cây. Thì hôm nay mình muốn quay trở lại đây để tìm vong hồn ma gia mà kỳ rồi họ có ra dấu, kiểu như là họ nói là họ là người Tây với anh chạy về cô chú, mà mình nghe họ cũng như là thấy họ ra dấu thôi chứ họ không có nói chuyện được. Thì có nhiều bạn nói trời ơi ma gia không có nói chuyện, sao mà ông biết người Tây, mà vong hồn ở bên Tây sao mà đi qua Việt Nam thành ma gia. Thì cái này mình cũng không biết nữa, nhiều khi họ đi qua bên đây họ đi du lịch rồi họ bị kiểu như tắm nước rồi săn bắt gì đó rồi cuối cùng họ chết rồi họ thành ma gia không chừng. Thì cái này là có 5 năm với anh chị chứ không phải là 100% ha. Thì giờ này mình đến đây khoảng cỡ 11:30 với anh chị và cô chú, mình tranh thủ đến đây giờ này chưa ăn cơm nước gì hết. Mình chạy xe từ nhà đến đây là khoảng cỡ 45 phút. Ở đây là địa bàn ở Bến Tre cũng như là quê nội của mình đó quý anh chị và cô chú. Thật sự là mình muốn giúp cái vong hồn ma gia đó dữ lắm, nhưng mà họ cố chấp, họ muốn ở đây làm cái gì đó mình cũng không biết nữa. Mình đã phiên dữ lắm rồi, phiên hết lời luôn á. Thì tí nữa mình sẽ di chuyển dài dài qua bên cây thúc nốt và cái đường kinh này để tìm vong hồn ma gia đó. Thì quý anh chị và cô chú nào và các bạn nào mà mới biết kênh của mình á, thì nếu mà thích cái video của mình thì nhớ nhấn cái nút subscribe ha và mở cái chuông ra để đón xem mỗi khi mà mình đăng lên YouTube nha cả nhà. Còn quý anh chị và cô chú và các bạn fan hâm mộ cũ của mình á, cứ mới vừa nhấp vào xem thì nhớ cho like liền ha và nhớ chia sẻ, mình rất là mang ơn. Còn những cái món hàng mà mình sale ở trên YouTube á, quý anh chị và cô chú cảm thấy họ quảng cáo nhiều thứ á, quý anh chị thấy thứ nào mà thích á thì mình cứ nhấp vào cái chữ xem ngay ha, xem ngay hay là mua ngay gì đó. Mình xem rồi mình lướt lướt mình cảm thấy phù hợp với mình thì mình cứ đặt hàng, số điện thoại và tên rồi đó, ở trong đó nó có cái khoảng trống để mình điền những cái thông tin để mình mua hàng đó. Thì nếu mà quý anh chị và cô chú không có mua hàng, mỗi một lượt nhấp như vậy là mình được 2.000 đồng quý anh chị và cô chú. Đó, cũng như là quý anh chị và các bạn và cô chú ủng hộ mình bằng cái cách đó là mình cũng rất là vui ha. Thì bây giờ mình mời quý anh chị và mời cô chú cùng đồng hành với mình. Nãy giờ mình đến đây, mình ngồi ở đây cảm giác nó rừng rợn người quý anh chị và cô chú, tại vì giờ này là 12 giờ trưa, giờ này là giờ linh thiêng nhất trong một ngày luôn á. Sao không thấy động tĩnh gì hết trơn vậy ta? Đó, quý anh chị và cô chú và các bạn có nghe cái tiếng rên rên ta? Chắc chắn ở, nói chung là vong hồn ma gia họ ở dưới cái ao này lạnh hay sao à? Nó không lẽ ở đây ta, họ ghen rất là nhiều luôn ha. Con kênh này thì hôm nay nước cũng còn tốt, bà con mới gặt lúa phía bên đó các bạn, chuẩn bị xạ vụ 2 ha. Ở đây là bà con chỉ làm 2 vụ,
Còn những chủ khác á, thì họ làm 3 vụ anh chị và các bạn. Dùng đất ở đây nước nôi nó không bằng chỗ người ta cũng có chỗ bây giờ người ta cũng nuôi tôm hết các bạn ơi. Còn mấy cây thốt nốt này mình cảm thấy nó cũng rất là to nhưng mà không thấy trái trăng gì hết trơn các bạn. Đó, quý anh chị và cô chú nghe không? Nó gần đâu bên đây nè. Gương đâu mà không thấy trời. Để mình đi qua bên đây xem thử ha. Có khi nào nó qua cái ao này nó kiếm cá ăn ta. Đó. Lại tới đây thì mình nghe cái tiếng nó rên rên hơi lớn của anh chị và cô chú. Chơi gì ta? Hôm nay mình có đem đồ nghề theo. Nếu mà trời chuẩn bị mưa thì mình sẽ căng cái lều ra để chui vào đục mưa quý anh chị và cô chú. Tại vì ở đây là ở ngoài giờ đồng ha. Nếu mà mình không có trang bị về cái phần đục mưa là xong luôn. Đồ của mình nó sẽ ướt hết. Hôm gà cũng có nhiều anh chị và nhiều bạn nói mình xuống sắt và ốm nữa là do mất cái chiếc iPhone. Thì mình cũng thông báo cho quý anh chị và cô chú biết là chiếc điện thoại iPhone của mình đã tìm lại được rồi ha. Thì cũng có nhiều cô chú và nhiều bạn chưa có xem cái clip mình lụm được chiếc điện thoại iPhone lại rồi ha. Thì quý anh chị nào chưa xem thì nhớ xem ủng hộ mình nha cả nhà. Kỳ lạ vậy trời. Nghe tiếng rên dữ lắm luôn á mà không thấy. Ồ, cái gốc thốt nốt rất là to luôn quý anh chị và cô chú. Nó bự mà đến nỗi giáp cái máy ghi hình của mình luôn các bạn. Ở đây nó ra cái chất này hình như là chất đường ở trong cái thân cây ra hàng sau đó các bạn. Quá trời đường luôn. Ăn được không ta? Thì hôm nay tôi đến đây á, tôi không biết vùng hồn ma da đâu. Ma da hay là ma trên bờ. Cái này tôi cũng chưa có biết ha. Ăn được không ta? Mình cảm thấy nó nó lạc lạc quá anh chị và các bạn.
Tại vì hồi nãy mình đã ăn một trái cao rồi, thành ra hiện giờ mình nếm những cái mùi, đặt thí dụ uống ly cà phê vô là không biết ngọt luôn, nó chắc chát làm sao. Mình thích ăn cao, mà cao hồi xưa ăn một buổi sáng là một trái của anh chị cho cô chú ăn vô, nó sai sai, nó lâng lâng đã lắm. Còn cây thốt nốt này là có cái gì mà họ nhét vào trong đây trắng trắng ta, lạ ha, gì vậy trời, đó quý anh chị và cô chú thấy không, trắng trắng luôn đó ha. Ôi, con nhắn nhện các bạn. Tưởng gì chứ. Cười dữ ta. Họ kêu đâu mà họ đến rên các bạn. Tìm hoài không thấy luôn á. Lạ vậy chứ. Dạ thôi bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên clip vừa phía bên kia xem thử họ có ở bển này không ha. Kỳ lạ vậy ta. Nước đục luôn các bạn, không lẽ mà da nó đi dài dài lên trên kia ta. Còn miếng ruột người ta cũng mới vừa xạ ông bà cô chú và các bạn. Còn màu nó đỏ này là người ta xịt cỏ ha, xịt cỏ trái cho nó chết. Sao lằn trang vậy trời? Còn vườn dừa này mình cảm thấy hình như là mới cho trái của anh chị và cô chú. Hổm gà bà con xịt thuốc lia chia luôn á, nó bị con sâu đầu đen á, nó phá hoại mùa màng quá trời quá đất. Có vẻ hình như là không thấy rồi các bạn ơi. Ở đây đi qua được không ta? Được các bạn, hên dữ vậy.
Quá hên luôn. Tiếng rên đằng kia các bạn, còn mình di chuyển lại đây là mình không còn nghe nữa. Cái tiếng gì vậy ta? Chắc chắn là họ ở gần cây thốt nốt đó các bạn, vòng vòng ở đó thôi chứ không có bao giờ đi xa được. À, nếu mà vong hồn ma da có ở gần gần đây á, gần gần cái thốt nốt thì nhớ lên lại giùm cho tôi biết ha. Lên cái gì bỏ hổm đã, tôi kêu lên bờ đi, tôi giúp cho đi về chùa. Lên bờ cuối cùng tính kéo tôi không à. Các bạn nghe không? Miễn loại tới ngay vị trí này là nghe cái tiếng rên. Lạ vậy chứ? Rên cái tiếng lớn luôn đó chứ. Thì bây giờ mình bài cái liều đó các bạn ơi. Trời tuy là đang nắng nhưng mà mình cảm thấy tí nữa sẽ mưa. Và mình nướng một ít pha lan để sống các bạn. Nãy giờ ghen hoài luôn các bạn, nhưng mà đi tìm là không thấy. Lạ vậy chứ? Liều quá trời dơ các bạn ơi. Bữa hổm người ở trong rừng á, giống ma giống quỷ nó lấy cái liều mình nó giục tứ tung nè các bạn. Dính xịn trơn luôn.
Có cái liều này mình cảm thấy nó tự tin hơn không có các bạn. Lỡ trời mưa cái mình chạy vô không biết nó có che cái kiểu như làm mưa không có thấm vô được hay không các bạn. Thế mình nghĩ chắc mưa vào không được. Bữa nay đem cái lều này về giặt mới được, quá trời dơ rồi. Nghe cái tiếng này la quá trời vậy ta. Còn tiếng rên nó thì nãy giờ nghe hoài luôn. Rên cái gì? Đã tôi kêu là làm hiền lại đi để tôi giúp cho. Hung dữ cứ rượt tôi hoài rồi tôi không có giúp được. Đó. Muốn đi về Mỹ thì phải làm hiền lại. Lấy là cày chè cái máy các bạn ơi. Sợ như khi nó bị dẫn đến cái việc máy nóng. Rên cái gì mà rên? Có than mới nướng được hay sao ta? Không ấy để pha lan lên đại đi các bạn. Nhiều khi than này không đủ để chín. Rõ ràng là nghe kêu ồn ào đây các bạn. Mảng cầu rừng các bạn. Thường ta kêu bằng trái bình bát. Còn mình kêu bằng mảng cầu rừng. Có thấy gì đâu trời.
gì ta. Các bạn và quý anh chị và cô chú có nghe cái gì không ta? Hình như là nó đang ở dưới cái ao làm lủng tủng hay là dọn cỏ ở dưới ao hay sao đó ông bà cô chú và các bạn. À, nếu mà vong hồn ma da của mình á đang ở dưới ao thì hãy trừng lên đi. Chứ làm tiếng động rồi rên như vậy sao tôi biết vong ở đâu, đúng không? Ở đây có ai cúng vậy ta? Không lẽ thời gian gần đây có ai đến đây cúng cho vong hồn ma da các bạn? Mình thấy sới đèn cầy đồ ha. Nước rồi bánh lum lum nè. Gì vậy? Dài nó kêu hay sao ta? Mới nghe kêu két. Còn cái lều này mình cảm thấy rất là lạ nha. Hồi nãy mình nhớ không lầm, mình di chuyển về phía bên tay trái của mình á, đối diện với hình ảnh nhỏ là cái cửa sổ mình đã. Nói chung là mình chưa kéo anh chị, mình còn để giống như chưa có đóng cửa lại vậy đó. Nhưng mà cuối cùng cái cửa sổ họ đã đóng, đã kéo lại rồi các bạn. Trong này có ai không? Pha Lan đang nướng. Kỳ lạ vậy trời. À, cho hỏi ở trong cái láng chài của tôi hiện tại á, có người hay là ma hay là quỷ ở trong này à? Có phải là ma da ở trong này không? Ma da thì nó dưới nước chứ sao nó ở trên bờ được ta? Chắc chắn nếu mà nó ở trên bờ thì nó phải bị khô giải quý anh chị và cô chú. Ở trong cái láng chài của mình hình như là có quỷ rồi các bạn. Mới đi ra ngoài mới có mấy phút mà giờ quỷ nó vào cái láng chài nó chiếm luôn các bạn ơi. Khổ ghê vậy.
Nói nghe nè, có phải là vong hồn ma da thì mình xuất hiện ha, còn hay là vong hồn ở trên bờ thì mình cũng phải xuất hiện luôn. Đó, chứ mình vào cái láng trại của người ta như vậy là trái phép. Đó, chưa có xin phép tắt gì hết. Mình cái con người này, ai cũng vậy, lúc còn sống hay là chết gì cũng vậy, phải có phép tắc nha. Muốn đến nhà người ta ở thì phải xin phép, nó muốn làm gì cũng phải có phép tắc, hỏi một tiếng mới được chứ có đâu mà vào cái túp lều của cái người đi sống sinh tồn và giúp vong ở ngoài đồng ngoài rừng vậy rồi vô chiếm vậy làm sao? Nói anh chị và cô chú nghe không, tiếng ngỗng họ nuôi là hình như là ở đây có 5 nhà mà hết 4 nhà nuôi ngỗng các bạn. Không lẽ vong hồn này bị người ta nuôi ngỗng ở bên bệnh rồi con ngỗng nó quét rồi bay về đây ta? À, nếu mà không ra là tôi sẽ đốt cái láng chạy nha. Anh đang nhìn mình các bạn. Không ta. Đốt cho chết thêm một lần nữa đó. Nói thì nói vậy chứ làm sao mà đốt được. Láng chạy này mới dành giật dữ lắm luôn á. Được hai bông người rừng ở ngoài Bến Tre mà kiểu như ở mấy sông đó các bạn, họ trả lại đó. Không trả là châm lửa đốt quá. Đốt thiệt chứ không phải đốt chơi nha. Không biết nó còn ở trong đây hay không các bạn.
nó còn ở trong các bạn ơi. Cho hỏi vong hồn của mình là ở trên bờ hay là ở dưới nước vậy? Khóc cái gì trời, lại đây muốn cái gì thì nói chứ có đâu mà khóc lóc chi vậy không biết. Sao bây giờ mình không thấy gì trơn vậy trời? Các bạn ở trên cam có thấy gì thì nhớ để lại cho mình một cái comment nha. Lạ vậy chứ. Hay là nãy giờ mình nướng pha lan pha mì bị chói mắt ta. Nhiều khi chói mắt đó các bạn. Không biết còn hay không. Làm vậy à, kéo cửa các bạn, kéo cửa, tính trốn, tính trốn. Nếu mà mình dương này lên là nó chối nắng nó trốn các bạn, khổ gì chứ. Không thấy nhưng mà nó đậu ra đậu vô trong đó các bạn, kỳ lạ vậy á. Nó các bạn thấy không, thì theo mình đoán ở trong đó là có một vong rất là nặng ký trong đó đó. Thôi ra đi. Ôi gặp vong này không biết là như thế nào nữa. Bên ngoài là mình không thấy. Rồi cái máy tới giờ nóng các bạn. Không biết sao đây. Ủa? Không lẽ hồi nãy là cái lúc mình nghe nó kéo rẹt rẹt là nó chui ra rồi trời. Ôi kéo vào cho mát các bạn ơi, mát cái máy một xíu, máy quá trời nóng rồi. Còn pha lan sao không biết, chín chưa đây. Này mới chín chưa các bạn. Kiếm chai nước đi ra bên ngoài uống miếng nước các bạn ơi.
Nắng nóng nực quá trời luôn. Thì bây giờ các bạn, Maya nó khóc có làm gì làm kệ bà đi, không biết ma trên bờ hay là Maya. Mình khát nước quá trời, ba củ khoai nướng ở ngoài không có kịp ăn luôn các bạn, không biết nó có chín hay không nữa. Kìa lạ vậy ta. Bữa nay mình ăn cái trái cao á, cao mà cao ngày xưa đó ông bà cô chú và các bạn. Gượng nước cảm thấy nó không có ghé đâu vào đâu chứ. Đâu để mình ăn một cái bánh ngọt thử, bánh kem. Mười hai giờ trưa mà gà cũng gáy nữa ta. Rồi hai lỗ tai của mình á, bỏ hổm bị có một cái à, mà cái bên đây nó bị động cái ảnh hưởng tới cái bên đây luôn các bạn. Bây giờ ồn ào giống đang uống thuốc mỗi ngày luôn á. Thành ra quý anh chị và các bạn thấy mình ốm xuống sức là lý do kiểu như bị cái lỗ tai nó hành. Bây giờ mình đi qua bên đó mình tìm họ. Nếu mà không gặp được họ thì chắc có thể là mình ở đây cho đến sáng ngày hôm sau luôn các bạn. Cũng như là mình sống ở đây 24 giờ luôn. Là mình ở đây nguyên đêm để quyết tâm là tìm vong hồn ma da hay là ma nào ở trên bờ họ rên rỉ hồi nãy họ khóc các bạn. Qua đây xem pha lan thử có ăn được chưa các bạn ơi. Nó nghe bên đó rõ ràng luôn các bạn, hình như là tiếng này tiếng khác hơn hồi nãy ha. Trời ơi khóc la vậy rồi sao mà tôi biết tôi giúp được.
Và ngọn đống đó vậy mà mình không thấy trời. Mình mới nghe phóng cái đùng thôi các bạn, chứ thật sự ở trên cam hiện giờ nắng chói cũng không thấy luôn. Không lẽ con ma da này hồi nãy giờ nó ám mình ta? Vong Linh đi qua đây nè. Tôi cúng kiến nha, ngày tôi giúp cho đi về chùa ở bên Mỹ nè. Muốn theo đạo Thiên Chúa hay là đạo Phật, đạo gì nói, tôi giúp cho đi về đạo đó. Ở đây khóc cũng không có ích lợi gì đâu. Hôm nay chắc chắn ở đây lạnh dữ lắm rồi. Phải không? Không có gì, đi qua đây nè. Thì qua bên kia đi, tôi cúng kiến cho anh rồi tôi giúp cho đi về Mỹ. Có phải bông hồn quá không? Không ghé ở đây lạnh hả? Lạnh không? Lạnh. Dạ thôi đi qua bên kia đi, rồi tôi giúp cho đi về Mỹ cho rồi. Muốn đi về Mỹ không? Muốn luôn ha. Muốn thì qua bên kia. Chứ đây nắng lắm. Qua bên đó đó. Bên đó đó. Có vẻ hình như là hôm nay nghe lời các bạn. Có phải vong hồn của Hoàng Linh nãy giờ vào trong cái lều của tôi ám phải không? Không phải các bạn. Vậy thôi bây giờ cứ ở đây nha. Tôi lấy đồ qua cho anh. Vong hồn của mình biết em Phai Lan không? Biết không? Không hả? Thôi em Phai Lan đi, về Việt Nam mà. Về Việt Nam mà không có ăn cái món đặc sản ở Việt Nam mình đâu có biết mùi ở Việt Nam. Rồi nhang đèn đó để đẳng luôn các bạn nè. Phai Lan nè, tôi để nè, ăn củ đi nè. Đó, ăn thử ngon không? Tôi đốt nhang đèn lên cho hưởng rồi lấy linh lực đưa về chùa cho rồi.
Anh ơi, anh ơi, tôi có. Nói chung là pha lan nếu mà con người thiếu là bị bú nổi lung tung beng á, nó là có chất xơ, thì con người vào vông ăn đều tốt ha, tốt cho sức khỏe. Không ngờ mình nướng củ khoai rất là tuyệt vời các bạn, chín rồi kìa, mình thấy ngon lên bẻ ra là biết chín rồi. Ăn đi, ăn đi, ăn bệnh luôn các bạn ơi. Không biết đặt cam mà có thấy bóng ma da hay không nữa. Tại vì giờ nữa, trời nắng quá trời các bạn. Ba hồi thì chuyển mưa, ba hồi thì nắng. Trời nắng tẹt tua,
Hôm nay là quyết định chịu đi về chùa ha, chứ về Mỹ ha, chứ không có muốn ở đây nữa ha. Rồi ăn xong rồi ha. Chứ về Việt Nam chơi mà ở đây lâu quá cũng không tốt. Rồi xong chưa? Giúp cho rồi, nắng quá trời. Hương Linh ơi, xé giùm hả? À, đây. Nắng cái bằng trái da luôn. Rồi về chùa chưa? Về Mỹ ha. Qua bên đó mình có thể mình ở đạo nào thì mình vô đạo đó. Thiên Chúa thì mình vô Thiên Chúa ha. Còn mình ở đạo Phật thì về đạo Phật, biết không? Chữ gì trên đó? Chữ gì? Cũng như là Vông Linh nói, ở đây còn vong cao cao lùng lùng thấp thấp gì đó hả? Phải không? Rồi ở Mỹ không biết ở tiểu bang nào. Tôi sẽ đưa Hương Linh về ngay chỗ cái sân bay, sân Tư Nhất, sân Tư Nhất. Đó. Lúc đó là máy bay họ về nhiều tiểu bang á. Vong Linh cảm thấy tiểu bang nào của Vong Linh ở thì Vong Linh lên Hóa Giang nha, biết không? Sân Tư Nhất là ở Sài Gòn. Đó. Rồi chắp tay lại. Vậy là bữa nay ngoan nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Thì ok các bạn, hôm nay mình đến đây cũng như là giúp được vong hồn ma da ở dưới nước rồi. Thì hồi nãy họ có nói là ở trên cây thúc nốt còn một hai vong gì đó, nhưng mà để dịp khác nếu có duyên mình sẽ quay lại đây để tìm những vong khác giúp tiếp nha cả nhà. Thì bây giờ mình đi qua bên đây xem pha lan chín chưa ha. Ui, nóng quá trời nóng. Chắc chín rồi các bạn. Trong cái lều thì rất là mát. Chính vậy ta. Ồ, thơm khủng khiếp các bạn, mà nó hơi nóng.
Ngon các bạn, nó lên cái mùi kiểu như nó ngọt ngọt, béo béo. Vậy thôi bây giờ mình ăn hết khúc khoai lang này mình đi về nha cả nhà. Cảm ơn quý anh chị và cảm ơn cô chú đã xem video ha. Chúc quý anh chị và chúc cô chú một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Bye bye cả nhà.